Kính thưa quý vị, là cái tên Ngô Hoàng Thịnh không biết là để lại cho các bạn những ấn tượng như thế nào, nhưng mà với cá nhân Minh Hải thì chắc chắn là sẽ có ba nội dung quan trọng. Một là một chàng trai rất là có hiếu, và thứ hai là một chàng trai rất là đen đủi, và cái điểm nhấn thứ ba là một người mà luôn luôn giữ cho mình một cái sự kiên trì cũng như là nỗ lực để thực hiện được giấc mơ của mình. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng chia sẻ câu chuyện này cùng với Ngô Hoàng Thịnh, bởi vì biết đâu đấy có thể mang lại cho chúng ta một vài những cái kết luận quan trọng để có thể giải quyết những vấn đề của mình, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin chào Ngô Hoàng Thịnh. Có lẽ là cái việc đầu tiên mà chúng ta nói ở đây là Ngô Hoàng Thịnh luôn là một người thi đấu rất là tốt, thậm chí là có cái vai trò rất là lớn ở trong đội bóng của mình. Nhưng xét về khía cạnh cá nhân mà nói thì Ngô Hoàng Thịnh cũng chưa bao giờ đạt được những cái giải thưởng cá nhân mà Thịnh kỳ vọng. Thịnh có thể kể một vài những cái giải thưởng cá nhân tưởng như là nó đã nằm trọn ở trong tay của mình rồi, nhưng cuối cùng nó lại vụt mất trong phút cuối. Nếu mà được kể đến những cái danh hiệu cá nhân mà em cảm thấy nó gần em nhất, đó là cái danh hiệu mà cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm Sông Lam giành chức vô địch năm 2011, thì em cũng nằm trong năm ứng viên được danh hiệu cầu thủ xuất sắc, và em cùng đồng đội đó là một cầu thủ nữa, đó là Phi Sơn. Và khi mà cái danh sách rút gọn cuối cùng thì là đếm cái ngày mà được nhận cái danh hiệu đó, thì Phi Sơn đã có cái giấy triệu tập bay vào Sài Gòn để nhận cái danh hiệu đó, và em thì không hề được biết. Và em cũng rất là mong chờ, đó là khi mà năm đó thì em cũng được tham dự lần đầu tiên mà một cầu thủ 18 tuổi mà được tham dự SEA Games cùng những cái lứa đàn anh là Thanh Lương hoặc là Trọng Hoàng. Và năm đó thì Sông Lam giành chức vô địch, thì em rất là kỳ vọng em được một cái danh hiệu đầu tiên cho cái sự nghiệp của em. Nhưng mà đến mai đến buổi sáng thì em đã biết Phi Sơn đi, thì em biết là mình không đạt được cái danh hiệu đó. Tức là tất cả những cái yếu tố, kể cả ở đội tuyển lẫn ở câu lạc bộ, đều thành tích rất là cao, nhưng cuối cùng thì Phi Sơn lại là người được. Lúc đấy thì cái cảm xúc của mình như thế nào? Thực sự thì cái cảm xúc đó là em rất là mong chờ, và đúng là thật sự là cả đêm đó em chỉ mong đến sáng thật nhanh để biết cái kết quả là mình có được hay không. Nhưng mà năm đó thì bảo thanh niên lấy lựa chọn Phi Sơn, thì lúc mà về sau thì em với Phi Sơn nói chuyện thì là Phi Sơn vẫn luôn luôn nói là thực sự khi mà em nhận giải thưởng này thì em cảm thấy là anh Thịnh xứng đáng hơn. Thì em mới nói Phi Sơn đó là đối với anh thì em được hay anh được hay là các cầu thủ khác được, em đối với em không hề quan trọng. Nhưng mà em rất là kỳ vọng để mình có được một cái lần để gọi là kỳ vọng cố gắng để giành thành tích tốt cho đội rồi, thì mình cũng muốn để một lần được gọi là được cái cảm giác dành riêng cho bản thân mình. Nhưng mà cuối cùng thì em luôn luôn là cái người mà không về đích cuối cùng. Thậm chí là ở một cái giải trẻ khác cũng lại là một cái trường hợp tương tự, thậm chí là Ngô Hoàng Thịnh đã được các thầy chuẩn bị quần áo tất cả mọi thứ để lên nhận giải, xong cuối cùng lại rơi vào tay của Phi Sơn. Năm đó thì lần đầu tiên em được thi đấu, lần đầu tiên vòng chung kết cho Sông Lam Nghệ An ở Ninh Thuận, và cái giải đó thì là hai ứng cử viên cuối cùng thì là sẽ được nhận, đó là cầu thủ Văn Thạnh của Gia Lai năm đó, và em là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho cái báo thanh niên năm U1 ở Ninh Thuận. Thì cuối cùng thì đội bọn em được lên chức vô địch, thì lúc mà chuẩn bị đọc những cái danh hiệu cá nhân thì thầy Đinh Văn Dùng lại nói em là bên ban tổ chức chọn em là cầu thủ xuất sắc nhất, là vì em lúc đó là đội trưởng của U1 Sông Lam. Thì em cũng rất là háo hức và thực sự thì rất là sung sướng. Nhưng mà khi mà ban tổ chức đọc ra thì là cầu thủ là Vũ Quang Nam danh hiệu vô phạt lưới và cũng như là cầu thủ xuất sắc nhất. Thì lúc đó thực sự thì khi mà được lên nhận cái giải đội hình tiêu biểu cho giải, với là khi mà em bất chức vô địch cho đội Sông Lam, thì lúc đầu thì thực sự cảm xúc của em nó bị tụt hầm rất là nhiều, cho dù là đội em được vô địch. Nhưng mà thực sự thì em rất là buồn là vì thực sự thì
cái danh hiệu cá nhân thì đó là cũng chỉ là một phần của đội bóng, nhưng mà em muốn muốn được một lần được gọi là được tranh riêng cho cái cá nhân của mình. Và nói đến Ngô Hoàng Thịnh thì người ta còn thấy đây là một cầu thủ có lẽ là đen có hệ thống, tức là luôn luôn nằm trong kế hoạch của các huấn luyện viên dự những cái giải đấu lớn, nhưng mà luôn luôn bị chen ngang bởi những cái chấn thương. Đến bây giờ thì nó còn có rất nhiều những cái câu chuyện liên quan đến cái chấn thương mà nó làm cho Ngô Hoàng Thịnh không dự được những giải lớn. Ngô Hoàng Thịnh ấn tượng nhất và tiếc nhất với cái cơ hội nào? Em tiếc nhất đó là cái Suzuki Cup năm 2014. Khi mà lượt về thì đội tuyển Việt Nam gặp đội Indo, thì khi mà bước chân qua về đến bước chân về đến Sài Gòn thì em nhớ là trong cái buổi tập em bọn em đã biến Myanmar xong thì bọn em về đến Sài Gòn để nghỉ để chuẩn bị bay qua đá bán kết bên Indo, thì em đã bị rách gọi là rách ở trong cái cơ hàng của em, và rách mà đúng là khi mà rách xong thì bị như kiểu hành rã đá thì rất là đau và không chạy được. Và cứ mỗi lần thì bác sĩ Lâm lấy mỗi buổi em nhớ là cứ ăn cơm xong là lấy máu của em và tiêm hồng cầu vào cái hàng của em. Em cũng hy vọng rất là nhiều khi mà đến quá đến mắt lái thì chú Thắng vẫn cho em tập, nhưng mà thực ra là em tập thì em chỉ chạy nhẹ được mà không thể chuyền bóng được và cũng không thể sút bóng được. Thì em cứ đếm về thì em cứ nghĩ là miễn rằng cho em khỏe lại, miễn rằng em được chạy hoặc là em chuyền được, miễn rằng em đá được là được. Nhưng mà thực sự thì lúc mà đến trận mà Indo bên T thì em không đá được. Em vẫn ngồi dự bị nhưng mà em không đá được. Thì về đến Thành phố Hồ Chí Minh thì tất cả cái thông tin thì đều mọi người đều cứ hy vọng là em sẽ được tham dự. Là vì lúc đó thì đội tuyển thì mất Tuấn Anh, thì chỉ còn em với Xuân Trương. Sau này về Việt Nam thì em đến tính bản thân em biết là em không thể đá được, là vì lúc đó em không đi được nữa rồi. Thì là cảm giác em ngồi ngoài thì đội Việt Nam bị thua ở sân Mỹ Đình, là đó là những cái kỷ niệm mà gọi là chắc là em sẽ nhớ mãi. Là vì cái lúc nữa là em cảm thấy đau, nhưng mà chỉ ngồi trên băng ghế dự bị và em không bước ra sân được, là những cái cảm xúc mà em cảm thấy nhớ mãi. Còn có một lần mà chấn thương trong cái trận đấu tập cuối cùng trước khi đi SEA Games, thời huấn luyện viên Miura, không biết là khán giả thì còn nhớ cái tình huống đấy hay không, nhưng mà Minh Hải thì vẫn là nhớ như in luôn. Một cái pha mà hình như là đợt đấy là bị xương sườn và mất luôn cái cơ hội dự SEA Games. Lúc đấy thì Ngô Hoàng Thịnh cảm xúc như thế nào và nghĩ gì vào thời điểm đấy? Và cái câu chuyện về sau ấy, câu chuyện mà thầy Miura nói với Ngô Hoàng Thịnh có thể chia sẻ với mọi người. Từ thế năm đó em nhớ đó là cái SEA Games huấn luyện viên Miura cầm quân đi đá bên bên Singapore. Đúng rồi, Singapore. Thì là em đã giao hữu với Hàn Quốc. Thì em nhớ lại thì thực sự thì đó là cái chấn thương mà em nghĩ đó là điều em nhận được, đó là khi mà đã ở cái giải V-League thì em đã cho Sông Lam và trước mấy vòng đầu khi mà gọi lên đá châu hiệu thì em lại không thi đấu. Vì lúc nữa em bị ốm và em không thi đấu một trận nào cả. 60 mấy 20 ngày em không thi đấu thì lên đá cái trận châu hiệu thì em bị chấn thương. Thì thực sự thì cái lúc nữa thì em bị chấn thương buổi chiều, thì sáng ngày mai thì bị đưa đi chụp và bị gãy hai xương sườn. Thì lúc mà em bị chấn thương đó thì mình cũng nghĩ là mình bị nặng đến mức là gầy đôi hết cái xương sườn của em. Thế lúc em nhận thì em cũng cảm thấy đón nhận, nhưng mà khi mà về nói chuyện với ông Miura thì ông nói là thực sự thì cầu cứ về chữa trị chấn thương, còn chấn thương thì không ai mong cả, nhưng mà cầu cứ về chữa trị chấn thương thì nếu mà đội đi có thành tích gì thì tôi trao cho cầu thành tích đó. Và cầu là thành viên của đội, thì khi mà ông nói được, ông gặp em, gặp riêng em vào buổi tối hôm đó thì em cũng về Vinh luôn. Thì ông nói là cầu cứ về và cầu đã chiến đấu. Tại vì đối với tôi thì các trận châu hiệu cũng như các buổi tập thì đều là cuộc sống thi đấu. Thì cái điều mà chấn thương thì không ai mong cả. Và cầu cứ về chữa trị, và khi mà đội tuyển tập trung lại thì cầu sẽ là người đầu tiên tôi gọi.
Cho nên là em lúc đó thì cho dù buồn thì buồn, nhưng mà mình cứ nghĩ thì là mình tập luyện và mình thi đấu, thì thực ra mình cứ ra sân làm việc hết mình cho con. Cái vấn đề chấn thương thì thực ra không ai muốn. Và em đã có tiêm sử chấn thương thì những cái điều đó thì em cũng chính bản thân em là người đã em đau nhất và em cảm nhận được nhiều nhất. Thì chính những cái đồng niềm đồng viên của ông hoặc là các huấn luyện viên dành cho mình thì tạo nên cho mình cũng như là cái sự cố gắng hơn. Đó là khi mà một khi đã chấn thương là phải mất một cái khoảng thời gian nghỉ thì mình phải trở lại phải tốt hơn là khi mà mình chấn thương. Khi nhắc đến huấn luyện viên Mira với Ngô Hoàng Thịnh thì tôi lại nhớ đến một cái chi tiết là trong khi mà nói chuyện với ông Mira thì ông Mira đã dùng một lần duy nhất cho cái từ chiến binh là dành cho Ngô Hoàng Thịnh. Và ông có nói với tôi rằng là nếu như đội của chúng ta năm đấy giành được tấm huy chương gì thì ông sẽ mang cái tấm huy chương của ông về đeo ở trên cổ Ngô Hoàng Thịnh. Và hình như là sau cái giải SEA Games năm đó thì ông ấy có gặp Thịnh và hình như là trao cho Thịnh một món quà rất là ý nghĩa. Lúc mà gặp lại ông thì ông đã gửi hết cái số tiền thưởng của tập thể đã chia cho ông á. Thì ông trao lại cho em, thì thực sự thì ông gửi cho em và ông nói là tôi muốn gửi cho cậu để cậu bồi dưỡng thêm, và những cái ngày mà đội cậu không được đi thi đấu thì đấy cũng là niềm động viên mà mong cậu trở lại sớm nhất. Em nhớ đó là số tiền nó là 30 triệu thầy đã gửi lại cho em, để gọi là thầy bảo là đó là cái tiền này là tiền của cá nhân tôi được chia ở cái tập thể Uôn Bá và tôi muốn dành lại cho cậu, vì cậu là một thành viên ở trong đội bóng, cho nên là khi mà cậu đã không được tham gia một cái giải lớn như vậy thì tôi muốn trao lại cho cậu vì cậu là một cái người mà đã ở lại. Còn một cái câu chuyện nữa là cái câu chuyện mà ông ấy đã tính đến một cái phương án là Ngô Hoàng Thịnh, tức là tạo ra được một cái hàng tiền vệ rất là hay. Ngô Hoàng Thịnh là người đá thòng và ở trên là có một bộ đôi tiền vệ rất là hay là Tuấn Anh và Xuân Trường. Ngày đấy thì ông ấy xây dựng như thế nào và ông ấy có chia sẻ cái kế hoạch đấy với Ngô Hoàng Thịnh hay không? Cái kế hoạch đó thì thực ra thì em không thấy ấy, không trao đổi gì với em. Cái sự kết hợp đó thì em không đi tham dự cái giải SEA Games thì cũng không nắm bắt được cái kế hoạch đó. Và cái thời gian này em không đi tham dự Uôn Bá thì lúc sau về và đội tuyển tập trung lại thì em nhớ rõ đó là chỉ quay lại và lên được một hai lần và thầy phải nghỉ. Trong những lúc mà thi đấu thì người ta vẫn nói rằng Ngô Hoàng Thịnh là sự bổ sung hoàn hảo cho Tuấn Anh và Xuân Trường. Thì trên sân anh em thường nói với nhau câu gì, và khi mà ra ngoài đời anh em thường là nhận xét về cái sự hợp tác với nhau ở trên sân cỏ nó như thế nào? Về Tuấn Anh thì cái người Tuấn Anh hoặc Xuân Trường thì em biết đó là Tuấn Anh là người rất là ít thon thẻn và cũng rất là ít nói. Còn Xuân Trường thì khi em đã gặp cùng Xuân Trường ở cái giải Suzuki Cup 2014 thì Trường là một cái người em khi mà vào sân thì em cũng trao đổi với Trường và nói với Trường đó là khi mà lên tấn công thì anh nhường cho em lên tấn công thoải mái, còn ở dưới thì có anh lo, cho nên là em cứ lo cái mặt tấn công của em, còn ở dưới thì anh bộc lộ cho em hết. Cho nên là khi mà hai anh em đá với nhau thì cảm thấy rất là thoải mái và Trường cũng là bộc lộ được hết cái khả năng của Trường. Còn khi mà chú Thắng cầm Hiểu Thắng cầm quân thì đá ở 2014 đó là cái bộ ba, đó là em với Tuấn Anh Xuân Trường, thì hai em có em ở phía sau lưng thì thực sự thì cũng rất là yên tâm để cái mặt trận tấn công của hai em tốt hơn. Em thì hỗ trợ bọc lót cho hai em phong phòng ngự. Và kể từ đó đến nay thì cái sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia của Thịnh nó luôn luôn gặp những cái trắc trở. Thịnh có suy nghĩ gì không khi mà cứ mỗi một đợt tập trung Thịnh luôn luôn có tên trong danh sách đăng ký sơ bộ, nhưng mà đến khi mà hút danh sách để triệu tập đội tuyển thì Thịnh lại không nằm trong kế hoạch cuối cùng? Em nghĩ thì sau khoảng thời gian mà em không có mặt ở đội tuyển thì cũng đã lâu lắm rồi, thì em cũng khát khao được trở lại. Và trước tiên thì bản thân em cứ nghĩ đó là em phải làm việc thật tốt. Em biết đó là những cái danh sách sơ bộ hoặc là có những cái lúc mà em sắp được lên nhưng mà em cũng không lên, vì đó là cái quyết định cuối cùng là nằm ở huấn luyện viên và cùng cho mình biết đó là mình đang còn thiếu cái gì và để mình cố gắng hơn nữa.
cũng không phải là mình đã làm việc tốt rồi và mình phải làm việc tốt hơn ở câu lạc bộ. Thì khi mà có cái cơ hội mà mình được lên đội tuyển thì mình chắc chắn là sẽ là lúc đấy là lúc hoàn thiện nhất của mình, thì là mình sẽ tốt hơn, chứ không phải là bây giờ là cứ nằm ở trong cái bản sách sơ bộ, hoặc là mình sắp được gọi mình không được gọi. Đó là chính những cái lúc mà mình như thế thì mình chính bản thân mình phải xem lại mình đã hoàn thiện hay chưa để cho mình cố gắng hơn. Mỗi lúc mà mình đang ở những cái lúc mà mình cao trào nhất, những lúc hứng khởi nhất để lên được gọi thì mình không được lên, thì cảm xúc lúc đấy thực sự thì nếu mà là một cầu thủ thì cũng là rất là cảm xúc rất là buồn. Nhưng mà đối với em nghĩ đó không phải là cái điều mà mình phải buồn, mà buồn lúc đó thôi. Cho còn ngày mai thì mình phải cố gắng hơn, cố gắng như kiểu là cố gắng để những cái mình còn kém, hoặc là cố gắng ở người ta đã huấn luyện viên chưa gọi em thì em là phải ra sân là phải cố gắng hơn nữa, và cố gắng làm sao để hoàn thiện những cái thứ gì mình cảm thấy mình đang thiếu thì để cho mình tiến xa hơn. Và khi mình lên đội tuyển thì mình lúc đó thì là những lúc mà mình cảm thấy mình sung mãn nhất và những lúc mình tốt nhất thì mình nên trở lại. Cụ thể là bây giờ Ngô Hoàng Thịnh đang thiếu cái gì để có thể lên được? Em có nói chuyện với rất là nhiều huấn luyện viên, cũng như là khi em làm việc với huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng của Thanh Hóa, anh Thắng cầm quân, thì em vẫn nói trao đổi với anh Thắng đó là những cái điểm yếu và điểm mạnh của em. Thì em cùng nói anh, và anh Thắng là cái người sửa em nhiều nhất, Đức Thắng. Thì năm anh Thắng về làm cho Thanh Hóa là giai đoạn lượt về, và năm đó thì em gần hết hợp đồng, anh Thắng anh sửa em những cái tư thế nhận bóng và những cái tư thế em đến với bóng quá nhanh, thì đâm ra là những cái không gian của em đã bị hẹp đi. Là vì em có những cái điểm của em đó, là những cái điểm mạnh của em đó là em có sức khỏe. Và em khi mà người ta chuẩn bị chuyền bóng cho em thì em lại đến với người ta nhanh quá, đâm ra cái tâm quan sát của em nó bị hẹp đi và cái xử lý của em bị chậm. Tại vì em phải mất đến 1-2 nhịp em mới xoáy được quả bóng đi. Thì anh Thắng sửa rất là nhiều, có những cái tình huống mình cũng không cần phải là giữ bóng lại, mà có những tình huống mình phải thả bóng đi để cho mình nhận hoặc quan sát những cái tư thế tốt nhất. Thế đó là những cái điểm yếu của em. Và có những cái điểm mạnh thì anh Thắng nói là cần nên phát huy, cũng như là mình cứ tự tin trên sân, đó là những cái khả năng của mình có thì mình cứ trên sân thì mình cứ thoải mái làm việc, chứ cũng không ai là hoàn thiện cả. Cho nên là em biết những cái điểm yếu của em thì em sửa dần, và cái năm thực sự thì cái sửa của em đó thì kết quả cho em cái năm 2018 vừa rồi, em lại nhận được một cái danh hiệu, đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp của em, đó là đội hình tiêu biểu của V-League. Thì đó là em nghĩ đó là cái kết quả của cái sự thay đổi của em, chính bản thân em. Có lẽ là còn rất nhiều những cái chúng ta cần bàn, nhưng có một cái mà Minh Hải thấy rất là rõ là thỉnh thoảng ở trên Facebook thì Ngô Hoàng Thịnh lại đổi hình ảnh đại diện sang màu áo tuyển. Có phải lúc đấy là lúc mà cái khát vọng và cái mong muốn trở lại đội tuyển nó đạt đến cái mức độ mà tối đa, đến mức mình không thể nào mình chịu nổi? Em nghĩ đó là vừa là cái mang cá nhân của em, và đó là cái em dùng nhiều nhất để giải trí. Thì em nghĩ mỗi lần mà mình nhìn vào đó thì mình cảm thấy cái động lực lớn nhất để cho mình mỗi ngày làm tốt ở công việc, ở câu lạc bộ rồi thì mình hướng đến để phấn đấu để một lần được lên, được trở lại và được gọi là thi đấu trở lại dưới màu áo đội tuyển. Có lẽ là nói cái sự nghiệp đội tuyển nó cứ cảm giác như nó đang trêu đùa Ngô Hoàng Thịnh ấy, đúng không? Ví dụ như là cái đợt AFF Cup vừa rồi, tức là mọi người cứ nghĩ rằng là Ngô Hoàng Thịnh là có tên rồi, và thậm chí là đã có cái điện thoại từ liên đoàn về rồi, thậm chí là đã thay đổi ngày cưới, nhưng cuối cùng thì vẫn lại không có tên. Được cái ngày mà liên đoàn điện thoại về và bảo bọn em là nộp cái bắt bó, thì thực sự là cái lúc mà rụt có 7 người nộp, thì là danh sách rụt cuối cùng thì là thu 7 cái bắt bó thì là trả về khoảng 4 cái và dư 3 cái. Thì em với anh Trọng Hoàng với là cầu thủ đó là Bùi Tiến Dũng, thì là 3 người cuối cùng thì là không bị trả bắt bó về. Thế em cứ nghĩ là em sẽ đi tập trung,
Nhưng mà cái tập trung của em đợt đó thì là bị dính vào là cái đúng là cái ngày ấn định hay là ngày cưới của em. Thì em cũng nói là nếu mà đội tuyển gọi thì mình sẵn sàng rơi cái ngày mà ngày cưới của em đi thì để tập trung tất cả cho đội tuyển. Thì đến lúc thì giữa hai chuyện, giữa mà cái câu chuyện mà lập gia đình của mình với là chuyện đội tuyển thì em luôn luôn là nhường, không phải là dành hết cho cái đội tuyển trước. Còn gia đình thì ví dụ như hai vợ chồng thì rất là thoải mái và cho dù là có rời đi thì cũng không sao, nhưng mà đội tuyển thì cái ngày người ta đã ấn định thì mình phải lên đội tuyển trước. Thì khi lúc mà cuối cùng thì chỉ mỗi Bùi Tiến Dũng và anh Trọng Hoàng lên, thì em lúc đó thì cảm thấy thì giữa hai thứ thì mình cũng sẽ cứ trong tâm em nghĩ thì là được thứ này sẽ mất thứ kia, và nếu mà đội tuyển gọi thì em sẵn sàng đội tuyển, và giữa cưới thì nếu bây giờ mình được không được gọi thì mình ở nhà cưới vợ, thì cũng là lo một cái gia đình mái ấm của mình, tại vì cái mái ấm này là sẽ đi theo mình đến cuối cuộc đời. Còn nếu mà cái ngày cưới của mình, cái ngày mà tập trung đội tuyển mình không được gọi, thì mình nghĩ nếu mà không được gọi lần này thì lần sau mình phải cố gắng, sau khi lập gia đình xong thì mình cố gắng, thì cơ hội thì sẽ vẫn còn và không phải là hết đối với em. Cho nên là em cũng không có chỉ là gọi là để phải cảm thấy được thứ này thì sẽ mất thứ khác, và không lên tuyển thì em ở nhà lo gia đình, và nếu mà cưới vợ thì em lại mất, không được đi cơ hội được. Nếu như giả sử như mà Minh Hải mà bị đặt vào một cái trạng thái như thế, mình sẽ cảm giác là mình hơi bị quê. Thì lúc đấy Thịnh có cảm thấy là xấu hổ về cái chuyện đấy không? Em nhớ là bên bóng đá có viết bài về em, đó là rơi ngay cưới để tập trung đội tuyển, nhưng mà xấu đến khi em lại không được gọi. Thì là mọi người cứ nghĩ là đó là cái như kiểu em đã bị phô trương ra, là tức là đội tuyển, tức là cười chấp nhận như kiểu là nghĩ chắc là mình đã gọi rồi, như kiểu là cứ nghĩ là em nói ra là tức là em đã gọi, nhưng mà lại em lại lúc đó lấy danh sách cuối cùng là em nhớ như in, đó là khi em bay ở Đắk Lắk, em cười ở Đắk Lắk xong thì là bay về ở Vinh, thì danh sách lên thì em lại không có. Nhưng mà thực ra đó là không phải, đó là người ta đã hiểu lầm em, đó là tức là em đã nói là nếu em được gọi lên tập trung đội tuyển thì là cái ngày cưới của em sẽ bị rơi đi để em tập trung đội tuyển, chứ không phải là mình rơi trước rồi, chứ không phải là em đã biết chắc là em đội lên đội tuyển và em rơi. Tức là giữa hai sự lựa chọn thì em sẽ lựa chọn đội tuyển, nếu cho em lựa chọn thì em sẽ lựa chọn đội tuyển, chứ không lựa chọn là cái ngày cưới của em. Chứ lúc đó thì mọi người cứ nghĩ em, nhưng mà đó cũng chỉ là một câu chuyện nhỏ, và em cảm thấy đó không phải là cái mà cái gọi là mình đứa cái mà như kiểu là cái chuyện mà chuyện đội tuyển gọi em mà em rơi cái đều đi, mà cảm thấy em bị như kiểu trêu đùa hay này nọ. Mọi người có thể hiểu sai về em, nhưng mà em cũng không suy nghĩ đến vấn đề đó, là vì giữa hai cái thứ lựa chọn của em thì em vẫn luôn luôn lựa chọn đội tuyển, chứ không phải là em đã có danh sách mà em lấy đi lúc sau lại không có. Giấc mơ lớn nhất của Ngô Hoàng Thịnh cho cái sự nghiệp cầu thủ của mình là gì? Chắc chắn đó là những cái danh hiệu mà em còn thiếu. Ví dụ đó là được một lần vô địch Suzuki Cup. Còn SEA Games thì em đã hết tuổi, và đối với em thì là Suzuki Cup là ước mơ vô địch lớn nhất của em, nếu mà nói trong sự nghiệp của em còn thiếu. Và một cái danh hiệu nào đấy thuộc về cá nhân đi, thì em sẽ mơ ước là giành cái danh hiệu gì? Em nghĩ nếu mà được mơ ước danh hiệu cá nhân thì em vẫn mơ ước được một lần được lên nhận giải thưởng của... Nếu mà được mơ thì mình cứ mơ là được lên nhanh danh sách quả bóng vàng, quả bóng bạc hoặc quả bóng đồng một lần để danh hiệu cá nhân cho mình. Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, Ngô Hoàng Thịnh có phát triển sự nghiệp huấn luyện viên hay không? Em nghĩ cái đó là ở cái thi tương lai thì em chưa xác định, và bây giờ em chỉ nghĩ đó là khi mà chuyển đến một cái môi trường mới thì em cứ nghĩ đó là cứ làm việc tốt những gì mình đang có, thì mình cứ làm việc tốt ở cái môi trường của mình và cứ định hướng dần dần thì sẽ tìm ra những cái công việc sau này cho mình đó. Thưa quý vị và các bạn, là chúng ta đã có một cái câu chuyện với Ngô Hoàng Thịnh, rất nhiều những chi tiết mới, rất nhiều những câu chuyện. Nói chung là nó cũng rất là vui và nó cũng mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cái thông điệp. Một người ở ngoài đời rất là vui vẻ, rất là hay trêu, rất hay đùa,
nhưng mà ẩn sâu đó là một con người có một ý chí kiên định kinh khủng, một sự cố gắng. Có lẽ là đây là một hiện thân cho một con người luôn luôn cố gắng để thực hiện giấc mơ của mình. Minh Hải xin được cảm ơn Ngô Hoàng Thịnh và chúc cho Ngô Hoàng Thịnh hai điều. Một là không bị chấn thương, và thứ hai là sớm trở lại đội tuyển để hoàn thành toàn bộ những cái mục tiêu cá nhân của mình. Và một lần nữa thì Minh Hải xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian cho chương trình, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn bất động sản.com.vn đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này.